Vâng, chào mừng quý vị các bạn lại quay trở lại kênh mua bán ô tô của em Vũ Duy Ô Tô, người chuyên bán những chiếc xe giá rẻ cho mọi nhà. Một chiếc xe giá tiền trăm, Kia Cerato đời 2018, động cơ máy 1.6, ngon, lành, rẻ. Và dòng này thì bác nào chạy dịch vụ cũng được và chạy gia đình thì rất là ok. Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của chiếc xe rơi vào tầm khoảng loanh quanh 6 lít trên 100 cây. Và cái dòng này cũng là một cái dòng xe giá rẻ, chạy rất là ngon, lành phở. Đặc biệt là không gian bên trong thì rộng rãi, tiện nghi. Xe cứng và cam kết cho bác là không có đâm đụng tai nạn ngập nước. 4 quả lốp thì tầm 80%. Xe lăn bánh được 6 vạn. Và nói chung là chất xe thì các bác có thể nhìn qua tổng thể bên ngoài của xe thì các bác sẽ hiểu. Form mới nhá, 2018, form mới biển Quảng Ninh 14A39167. Xe tư nhân chính chủ luôn. Và chủ thì giữ gìn rất là cẩn thận. Máy ngon gầm chắc, xe cứng không có lỗi lầm. Đấy, cam kết cho bác là không đâm va tai nạn ngập nước. Và con này thì đăng kiểm đến tháng 3 năm 2024. Máy số thì cực kỳ êm mượt. Đấy, động cơ máy 1.6 siêu êm. Đấy, là răng đúc, phanh đĩa 4 bánh, ABS an toàn đầy đủ, không thiếu một cái gì. Điều hòa mát lạnh nhá. Và bên em thì có thu mua xe trên toàn quốc. Bác nào mà có xe thì các bác cứ alo, bên em sẽ đến tận nhà thu mua cho các bác. Và nói chung là những cái dòng Kia Cerato là những cái dòng mà được gia đình nhà nào cũng yêu. Vì nó dễ dàng mua bán này, dễ dàng trao đổi và đi thì nó rất là thoải mái, sang trọng. Đấy, chi phí sửa chữa đồ đạc các thứ thì rất là rẻ, không hề đắt một chút nào. Đấy, một chiếc xe rất là bình dân luôn nhá. Xe đẹp nhưng giá bình dân, hàng sang cao cấp. Và chiếc xe này thì bên em đang bán cái giá nó chỉ 100 tiền trăm thôi. Vâng, giá tiền trăm rất là rẻ luôn. Và thường cái giá này thì nó bằng 2/3 so với xe mới. Các bác lựa chọn một chiếc xe mới thì tội gì. Các bác bỏ ra một vài gọi là mình trừ đi khoảng tầm mấy năm thôi. Nhưng mà mình đã có đây được một chiếc xe gọi là giá trị kinh tế. Thực tế là xe thì bao đẹp cho các bác rồi. Các bác mua những mẫu xe này thì cũng rất là yên tâm. Và ok, không phải nghĩ ngợi nhá. Vâng, giấy tờ hồ sơ thì đảm bảo cho các bác. Bao rút hồ sơ chuyển vùng hoàn toàn bình thường, không vấn đề gì. Vâng, và xe thì mang biển Quảng Ninh 14A39167, cũng là biển số của Quảng Ninh. Và con này thì cũng tương đối là khá là ok. Đấy, xe lái nhẹ nhàng, điều hòa mát lạnh, tất cả các chức năng bình thường. Đấy, số con này thì được cái là 6 cấp số nên các bác chạy nó lại càng luật hơn. Cái độ sang số rất là êm mượt và không hề lỗi lầm nhá. Hiện nay là máy đang nổ ấy ạ. Thế nhưng mà đứng ở đây là gần như không nghe tiếng máy. Máy rất là êm, động cơ 1.6, ăn xăng ít, tiết kiệm. Đấy, thế còn bên đằng trước thì các bác nhìn này, biển số sạch sẽ rõ ràng, không hề lỗi lầm. Đấy, mặt catalan của xe thì tất cả các điểm này là điểm trắng. Đấy, nổi bật lên luôn. Đấy, rất là hiện đại và cái thiết kế này rất là đẹp luôn. Đấy, tôn capo này. Đấy, tôn capo rất dày nhá các bác nhá. Vâng, và các bác có thể nhìn ngay từ phần đèn này. Đèn thì con này được độ đèn bi led nhá. Bi led kết hợp, đây là bi xê lông và kết hợp với đèn halogen. Đấy, halogen này. Công suất ánh sáng rất là thoải mái luôn đấy các bác nhá. Mặt bầu đèn của xe là không hề rạn nứt, không ố vàng. Đấy, không ngập lụt gì cả. Xe thì đảm bảo cho các bác là không có lỗi nhá, không có đâm đụng. Đấy, cản trước của xe vẫn còn rất là đẹp đều này. Con này thì bên em mới về từ tối hôm qua, chưa kịp sơn si tỉa bả gì đâu. Thế nên là các bác nào lấy thì các bác đi yên tâm. Bên này em sẽ giảm trừ gia cảnh cho các bác để làm sao mà các bác có một chiếc xe vừa ngon vừa bổ vừa rẻ mà chạy thì càng phê. Đấy, máy số thì êm mượt mượt luôn các bác nhá. Đăng kiểm thì dài đến tận tháng 3 năm 2024 cơ. Hiện nay là tháng 1 năm 23, nghĩa là còn đăng kiểm hơn 1 năm nữa, thoải mái cho các bác luôn. Đấy, còn phần sườn này các bác nhìn này, cánh tôn sườn này. Bóng đều, sạch sẽ, xe không có lỗi lầm. Đấy, đẹp luôn nhá. Nhiều bác ở tỉnh xa thì rất áy náy về cái việc là đảm bảo cam kết cũng như là vận chuyển thì các bác cứ yên tâm là bên em thì bán xe chuyên nghiệp và đã bán xe rất là nhiều trên tất cả các tỉnh thành toàn quốc. Nên là cái vấn đề mà bao đảm bảo cho các bác là bác yên tâm nhá. Và có bao quay đầu đầy đủ. Đấy, la răng của xe này. Đấy, các bác nhìn la răng phay rất là đẹp luôn nhá. La răng phay 5 chấu kép, phanh đĩa này, phanh đĩa kép đằng trong này. Và lốp Michelin này thì cái lốp này nó cũng hơi cũ theo thời gian rồi, mấy năm rồi. Thì cái lốp này các bác đi tầm khoảng 5 nữa thì các bác thay cũng ok. Và không lỗi lầm nhá, nó chỉ bụi bẩn tí thôi. Đấy, la răng là 215-45R17 nhá, la răng 17 đấy ạ. Đấy, lốp Michelin. Cái lốp này thì nói chung là đây, rãnh lốp này vẫn còn dày khự luôn. Đấy, vâng, vẫn còn rất dày. Thế còn phần cua lốp này các bác nhìn này. Cua lốp là không hề bục mọt tí nào luôn này. Đấy, các bác nhìn nhá. Không hề bục mọt một chút nào luôn. Cua lốp đều đẹp, sơn sườn này. Tôn mỏng te luôn. Đấy, các bác nghe tiếng tôn không ạ? Vâng, rất mỏng luôn nhá. Xi nhan được tích hợp trên gương chiếu hậu. Và gương chiếu hậu thì có điều chỉnh điện đầy đủ nhá. Vâng, có điều chỉnh điện đầy đủ, cụp nghe không? Đấy, các bác thấy chưa? Vâng, cụp xe đầy đủ luôn, không thiếu một cái gì. Đấy. Mình
bật công tắc cái này. Đấy, lại mở ra. Đấy, đầy đủ các chức năng nhá. Tay nắm cửa này, mở nhẹ nhàng. Đấy, cửa đóng rất chắc. Đấy. Và chỉ keo thì bao zin cho các bác toàn tập cả xe nhá. Con này thì đảm bảo cam kết cho các bác là keo chỉ bao zin. Đấy, răng cao su chống ồn rất tốt luôn. Đấy. Khá là ok, sạch sẽ, kính điện này. Lên xuống nhẹ nhàng. Đấy. Và toàn bộ kính có phim 3M hết. Bên này này. Đây này em đang thử cho các bác là kích cụm phím tổng nhá. Cụm phím tổng nó hoạt động như thế nào. Đấy. Đấy, lên xuống bình thường hết. Vâng. Cụm phím tổng là hoạt động hoàn toàn bình thường. Đấy. Và nội thất bên trong xe thì là nội thất ghế da tông màu kem sáng. Vâng, ngồi cái dòng này thì rất là thoải mái luôn. Đầu óc bao giờ cũng tỉnh táo, ngồi ghế da thì sáng này. Trần nỉ sáng láng luôn này. Đấy các bác nhìn nhá, trần này. Còn về phần nội thất tông chính của các cái chi tiết thì nó là bằng nhựa đen. Đấy, nhựa đen đây. Đấy, chi tiết nhựa đen, vô lăng này. Rất là xịn sò. Đấy, vô lăng này. Khâu da cao cấp luôn nhá, khâu da này. Gần như là mới tinh luôn. Vô lăng khâu da của nó là căng luôn đấy. Vâng, các bác cứ nhìn kỹ các cái chi tiết này là các bác biết. Vâng, vô lăng rất đẹp luôn nhá. Các phím này chưa mòn một tí nào, gần như là bỏ ly lông ra thôi. Đấy, xe lăn bánh đúng 6 vạn nhá, 6 vạn 9. Ai chả gió hơi to. Em vừa bấm bật cửa gió cho nó mát. Vâng, đấy. Riêng cái thời tiết thì tưởng là nắng nóng như thế này thôi, nhưng ở miền Bắc em hiện nay đang rét sun, sun người ta gọi là sun và xoăn đấy ạ. Vâng, rét sun và xoăn luôn nhá các bác nhá, chứ không hề gọi là mát lên mát đâu. Đấy, các bác nhìn này, bàn đạp chân côn này, chân phanh và chân ga của xe thì vẫn còn rất là mới. Đấy. Vâng, và ốc bản lề này. Đây các bác nhìn này, dấu nó còn nguyên nhá, ốc bản lề dấu còn nguyên này. Chưa tháo mở, đây dấu này. Dấu ốc này, đấy vẫn còn nguyên đây này. Đấy. Xe nó còn nguyên, chưa hề tháo một tí nào nhá. Này các bác nhìn dấu này. Đấy, dấu ốc của hãng ấy. Vâng. Và dòng này thì nói chung là một dòng xe chất nên là giá của nó thì cũng tương đối là vừa phải so với gia đình. Với cái tầm loanh quanh khoảng tầm 4 đồng ấy thì các bác có thể rất nhiều sự lựa chọn. Nhưng với Cerato 2018 thì cũng là một mẫu xe cực kỳ tuyệt vời cho các bác luôn. Một mẫu xe rộng rãi tích hợp rất nhiều công nghệ an toàn. Đấy, điều hòa này, rồi âm thanh của xe thì rất là ok. Nội thất da dưới của xe đẹp căng luôn này. Đấy, các bác nhìn nào. Nội thất da ấy, căng đét luôn này. Đấy. Và sàn con này thì điểm trừ 2D thôi. Nó rẻ nhưng mà tôi nói thật các bác là cái sàn này thì quá ok. Riêng em thích cái sàn này. Sàn này nó cực sạch luôn. Các bác lột nhẹ nhàng ra mà giá rẻ, chỉ mất có mấy chục thôi. Chứ đầu tư quả sàn 2 triệu mấy, mấy triệu mấy đấy, nhưng mà thực sự là không bằng cái sàn này đâu. Đấy. Thế còn tất cả các cái phần cột kéo keo chỉ của bên xe nhá thì em đảm bảo cho các bác luôn. Đấy, cho các bác xem một đoạn video clip này. Đấy các bác nhìn này, đinh của nó còn ngon này mà. Nhưng mà đấy là em giới thiệu thôi chứ còn bên nhà em lột hết rồi. Để các bác không phải lo nhá. Đằng này thì là lốp Toyota Briton, dòng lốp khá là ok, mỏng dày chắc chắn. Chạy cái lốp này vẫn là la răng 17 thôi. Lốp chạy rất là ổn luôn. Và cái lốp này của nó là 2018 là lốp nguyên bản của hãng ấy ạ. Lốp nguyên bản của hãng nên là chạy 6 vạn thì đương nhiên là lốp nó mòn rồi. Nhưng mà các bác nhìn này, rãnh lốp này. Đấy, rãnh lốp nó vẫn còn dày khự luôn nhá. Các bác đi những cái dòng này thì không bao giờ phải nghĩ suy nghĩ luôn. Nhưng mà cái lốp này thì nó cũng chỉ là 60% thôi. Theo em khuyến cáo thì các bác cứ đi tầm 1 năm các bác thay. Thế còn phần đèn đây. Đấy, chóa đèn căng đét luôn. Đấy, bầu đèn này trong, không hề có rạn nứt, không hề có ố mốc nha, không hề động nước này. Đấy, bên này thế này. Đấy, các bác nhìn nè, đít đèn rất là đẹp. Đấy, nhựa của đèn là không hề bị rạn nứt một tí nào. Biển số đây thì gần như là mới tinh. Vâng, con này thì được cái là bác chủ bác giữ xe rất là ok luôn. Phần này thì có hơi đọng nước một tí, cái này em sẽ xử lý nhá. Có xử lý cho các bác đầy đủ luôn. Đấy, đèn căng luôn này. Cảm đằng sau đây, cả đằng sau thì độ lipo nhưng mà cái này thì nó lipo đôi. Đấy, như của bản 2.0 luôn nhá. Vâng, và nói chung là lipo này thì cũng khá là ok. Nhìn luật là mà không chói lóa. Vâng. Xe rất là bóng lộn luôn, xoay được gương. Cái phần cốp này thì con này có một cái điểm là cốp thì mình sẽ mở ở bên trên này. Rất là an toàn. Không mở cốp điện mà mở bên trên này bằng cốp cơ. Đấy, các bác mở nhẹ nhàng lên. Đấy, đưa đi đùa đây này. Em lại thử đấy. Đây, cốp điện này. Thế nhưng mà đang chạy rồi. Ồ, cái này sẽ kiểm tra lại vì xe vừa về xong. Vâng, mình mở cốp điện ra là được. Đấy, cốp cơ nó đang xử lý cái này, mai em kiểm tra lại. Đấy.
Thì bác chủ bác có để lại cho các bác một cái áo chống nắng của xe, gọi là cái vải bạt che xe đi. Đấy, rất là rộng rãi nhá, có thể che đậy thoải mái luôn. Đấy, rồi vải chống nắng này, sàn này, sàn nhựa nhá, chống ồn và chống bẩn luôn. Đấy, sau đó thì xuống đến phần dưới cùng là lốp sơ cua, lốp dép đầy đủ. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, lòng thùng lốp nha. Đấy, còn đẹp căng luôn. Lốp này thì hạ rồi nhá. Lốp gốc của nó là Continental. Đồ nghề không thiếu cái gì. Cờ lê, mỏ lết, ốc vít các thứ là có hết. Đấy, ui giời. Xe cái bạt này phủ đi quá sạch sẽ rồi. Đấy, mua xe mà lại được tặng thêm bạt các bác ạ. Rất là hay luôn. Ốc này chưa hề ra nhá, chưa hề ra một tí nào luôn. Đấy, toàn bộ các cái đinh hàn này các bác nhìn này, rõ lốt đinh luôn này. Đấy, đinh hàn thì rõ lốt đinh luôn. Còn chỉ keo thì không phải bàn. Con này thì đảm bảo cho các bác là bao chỉ zin rồi. Vâng. Đấy, bao chỉ zin cho các bác nhá. Nhà em thì nói chung là xe mua về test qua rất nhiều vòng thợ nên các bác yên tâm. Giờ chất xe thì bọn em sẽ đảm bảo hết cho các bác. Lốp bên này thế là lốp zin nhá, lốp này là nguyên dàn luôn. Lốp zin đẹp luôn. Đấy, và rãnh lốp vẫn còn rất là dày. Nhưng mà cũng đi một năm thì các bác hãng thay, chứ bây giờ mà thay nó phí tiền. Còn bác nào có thừa cơ hội thì các bác cứ thay thôi. Đấy, cua lốp nhựa này, đẹp căng từng cm và không hề lỗi lầm nhá. Đấy, tôn này. Đấy, tôn này, dày này. Chrome sáng bóng luôn. Cửa này đóng mở nhẹ nhàng. Chỉ keo bao zin này. Chỉ zin nhá, zin, zin chỉ luôn nguyên. Đấy, tapi đẹp. Đấy, kính điện lút này, lên xuống nhẹ nhàng và rất nhanh chóng luôn. Bản lề đây, ốc chưa ra nhá, ốc chưa ra nguyên này, vẫn còn nguyên, ốc chưa hề ra một tí nào luôn. Và nội thất cái hàng ghế này đằng sau này sờ rất là mềm mịn. Da này da zin, da nguyên bản. Đấy, còn lỗ thoáng khí này, lỗ thoáng khí dọc xung quanh lưng và mông luôn. Nên là các bác ngồi những dòng này thì không phải lo lóng mông, nó thoát khí rất là tốt. Cửa đấy đóng mở rất là nhẹ nhàng, phầm phập luôn. Và chỉ ra, các bác nhìn chỉ keo này. Đấy, chỉ đẹp căng luôn. Đó, các bác nhìn nhá. Vâng, chỉ đẹp căng luôn. Xe này thì nói chung là chất rồi. Vâng, mà giá nó lại mềm. Chỉ có vài trăm thôi. Các bác quan tâm thì các bác điện cho em Vũ Di ô tô nhá. Bên em thì có rất nhiều xe, hơn 300 đầu xe cơ. Đợt này thì bên nhà em bị giảm sút cái số lượng. Vâng, thường thường sẽ là hơn 500. Nhưng mà do là đợt Tết các bác mua nhanh quá, trong thời gian này thì anh em bên Vũ Di ô tô đang tiến hành là đi thu mua xe. Vâng, thu mua với gọi là giá gì cũng mua và kiểu gì cũng xích về để mà ai cũng có được xe mới. Vâng, mọi người cứ chỉ cần có ý tưởng bán xe thôi, bên em sẽ phục vụ tận tình và chu đáo. Vâng, không bỏ sót một bác nào. Thế nên là các bác có xe cần bán các bác điện cho em nhá, em thu mua với giá cao nhất thị trường luôn và đảm bảo với các bác là xe của các bác sẽ được lên sóng review thật là đẹp. Nói chung là một cái kỷ niệm cho các bác. Đấy, vô lăng của xe thì rất là đẹp luôn. Đây các bác nhìn này, mới tinh luôn. Các cái phần phím bấm này, đấy các bác nhìn nhá, rõ nét luôn nhá. Phím này rõ nét này, không hề có lỗi lầm. Đấy, rõ nét luôn. Đấy, đồng hồ hiển thị số xịn sò. Màn hình này, kết hợp với camera lùi. Có cam lùi nhá. Đấy, cam lùi góc rộng luôn. Rồi điều hòa auto, tất cả các chức năng bình thường. Đặc biệt là có sạc thông minh. Cái này là sạc không dây ấy, thông minh ấy. Cổng USB, AUX có hết. Và tay cần số của xe thì mới tinh tình trình. Đấy, tay phanh à, xịn xò luôn nhá. Đấy, và bác nào mà yêu thì đừng chần chừ các bác ạ. Điện thoại ngay cho em qua số 0869158926. Đấy, số đấy là số hotline của em. Cả Zalo, Facebook là có hết. Và đương nhiên là chắc chắn với các bác, khẳng định với các bác luôn là em chỉ có một số thôi, không có nhiều số. Đấy, phần mặt máy này, ốc zin chưa tháo mở nhá. Ốc nguyên bản chưa có tháo mở. Đấy, kiểm tra dầu mỡ này. Chờ em chống cái cabo này á, xong rồi ta sẽ cùng kiểm tra dầu mỡ. Đầu tiên là theo đúng kinh nghiệm nhá, em sẽ kiểm tra dầu. Đây là khay dầu. Đấy, các bác nhìn này. Dầu nó còn vàng. Đấy, không hề lỗi đâu này. Đấy, kiểm tra dầu xong thì mình hãng kiểm tra đến nắp máy. Động cơ cam kép 16 van nhá. Máy 1.6 ăn rất là ít xăng luôn. Đấy, là các bác nhìn này, không hề có hơi thừa tí nào luôn, không có dầu mỡ bắn ra xung quanh. Đấy, máy rất là êm và ngon. Đóng cái nó còn êm hơn. Đấy, tất cả các cái phần này của xe là ok hết nhá. Ắc quy thì mới thay từ 2022 tháng 9. Vâng, ắc quy mới tinh rồi. Các bác về là không phải lo lắng cái chuyện ắc quy cố mới hay cũ. Còn các cái phần đầu này của nó thì còn ngon nguyên. Đấy,
không có vá víu chằng chịt gì cả. Này, còn nguyên bản luôn này. Đấy, các bác thấy chưa? Xe ngon nó phải khác, và khác hoàn toàn luôn. Tối hôm qua thực sự là em review một con xe này, nhưng qua kênh TikTok thì nói thật các bác là cái video nó không được ưng ý cho lắm, nên là hôm nay là phải review lại ngay. Vâng, vì xe chất chứ không phải là xe kém, mà mình review không ra gì, đúng thực sự là có áy náy với chiếc xe. Đấy, bên em thì xe thì bán rất là nhiều. Một tháng có thể bán đến tầm 200 đến hơn 300 con. Thế nên là nhiều bác thì cứ giật mình bảo sao mày bán nhiều thế, thì nói thật các bác là em bán online này khách cực kỳ đông. Mà kênh YouTube của em thì lên đến gần 130.000 rồi. 130.000 follow, subscribe. Còn kênh TikTok thì em 40.000. Em hỏi thật các bác chứ đấy, một người trong số 40.000 đấy mua xe thì các bác bảo sao không nhanh, cực kỳ nhanh luôn. Đấy, nên là các bác nào mà yêu thích nhá, các bác cần những chiếc xe giá rẻ, những chiếc xe ngon, các bác chỉ cần đăng ký kênh, có xe các bác điện cho em, các bác sẽ có xe ok ngay cho các bác. Cảm ơn các bác nhá, và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo với Vũ Duy Auto, chuyên các cái dòng xe giá rẻ và ngon cho mọi nhà. Cái dòng này thì nói cho các bác là đi cực sướng luôn, phê luôn, máy nổ thì thầm, xe ngon êm mượt và không hề lỗi. Đấy, côn nhẹ số ngọt này, trần này. Đấy, các bác nhìn điểm nó cộng như thế thì không mua thì để cái gì. Vâng, mà thực sự là tiền mình để ngân hàng thì cũng không nên. Mình cứ mua xe như thế này đi lại vừa là an toàn cho bản thân, vừa là sung sướng cuộc đời. Và nói thật các bác là mình hưởng thụ là chính, nhưng bây giờ tiền phục vụ mình mà, chứ mình có phải đi kiếm tiền để mà đi gửi ngân hàng đâu. Thực sự là hơi phí. Vâng, em hồi xưa cũng tư tưởng vậy đấy ạ. Thế nhưng mà bây giờ thoát tư tưởng ra thì mình thấy cảm giác đúng là cuộc đời thoải mái hơn. Vâng, cảm ơn các bác nhá, và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo, hoặc là đến với Vũ Duy Auto. Thank you các bác. Đấy, ăn cực kỳ ít xăng luôn, đồng hồ hiển thị độc này, đấy, quá ít luôn. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.